Lấy chủ đề Cần Thơ rực rỡ những mùa xuân, đường đèn 2020 bắt đầu từ giao lộ đường 30 tháng 4 Trần Nhân Hoài và kết thúc tại vòng xoay trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. So với mọi năm, đường đèn năm nay sử dụng rất nhiều hình ảnh mang tính biểu trưng như hoa mai, đào, hoa sen, pháo hoa, nón lá và nhất là hình ảnh cây đơn kiềm với thông điệp chào mừng liên quan đơn ca tài tử quốc gia 2020 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức. Được lập trình sẵn, hệ thống đèn có thể thay đổi màu sắc và chạy theo điệu nhạc tùy chọn. Nhờ đó, đường đèn trở nên sinh động và rực rỡ hơn. Nó đẹp hơn mỗi năm rất là nhiều luôn á. Hôm nay đường đèn làm đẹp lắm á. Đẹp hơn năm ngoái nhiều. Nói chung ra là người ta cũng nói ở Cần Thơ là đẹp lắm. Có đường hoa, đường bông này nọ, đường đèn này nọ đẹp. Có bến kiều này nọ, tự hào với đất Cần Thơ mình. Với chiều dài gần 2 cây số, đường đèn nghệ thuật năm nay có 3 điểm nhấn chính, trong đó có những đoạn tận dụng triệt để công nghệ LED đa điểm ảnh. Đặc biệt lần đầu tiên đường đèn Cần Thơ sử dụng kỹ thuật LED neon 360 độ nhằm phát huy tối đa việc nhận diện thương hiệu của thành phố Cần Thơ. Năm nay là mình tận dụng vô xài LED rất là nhiều, nhất là những cái trụ, những cái vòm, những cái vòng xoay rồi mình có kết hợp thêm các cái tia nước phun nữa, thấy là công phu. Ngoài hệ thống đèn, trên các thân cây hai bên đường còn sử dụng đèn LED dây có thể lập trình chạy đuổi đồng bộ trên từng tán cây cùng tạo không gian rực rỡ trên toàn tuyến. Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ đi vào hoạt động đã làm diện mạo thành phố trở nên vui tươi, tạo luồng sinh khí mới cho người dân thành phố đón chào năm mới 2020 và Tết Canh Tí sắp đến.